Lượt về giải Futsal vô địch quốc gia 2018 diễn ra tại nhà thi đấu Lãnh Bình Thăng, thành phố Hồ Chí Minh. Vốn được xem là địa phương có nền bóng đá Futsal phát triển nhất cả nước, nên các trận đấu được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh đã lôi kéo rất đông khán giả đến sân, không khí cổ động vô cùng cuồng nhiệt. Sau khi Thái Sơn Nam giành ngôi Á quân châu Á cách đây khoảng một tháng tại giải Futsal các câu lạc bộ châu Á, đã có rất đông khán giả đến cổ vũ cho các trận đấu và đặc biệt là trận mở màn lượt về của nhà vô địch lượt đi Thái Sơn Nam. Cuối cùng mình có nhiều sự lựa chọn, mình lựa chọn môn thể thao futsal tại vì nó hấp dẫn, kịch tính và lôi cuốn người xem, hào hứng, hấp dẫn. Vì em cũng thích futsal, em cũng theo tập futsal 4 năm, tập 4 năm. Thích futsal vì nó tấn công liên tục. Vì futsal nó hay hơn mấy cái bóng đá sân 11 người. Vì nó có kỹ thuật tốt với lại truyền những cú truyền hay, sút đẹp. Lượt về giải futsal vô địch quốc gia bắt đầu từ ngày 8 tháng 9 và kết thúc vào ngày 29 tháng 9. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.